Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào ngày Chủ nhật 6 tháng 12 năm 2015, buổi khai mạc nhạc hội 40 năm đấu tranh cho quê hương nhân kỷ niệm 22 năm hoạt động và ra mắt DVD số 5 của Ban Tù Ca và cũng để gây quỹ ẩm trợ chương trình phát thanh đáp lời sông núi được phát thanh hàng ngày về Việt Nam đã được sự ủng hộ đốc đảo của đồng hương tại Hí viện Sài Gòn Performing Arts Center, thành phố thân Valley, miền Nam Cali. Sau phần nghi thức chào và khai mạc là phát biểu của nhạc sĩ Xuân Điệp, trưởng ban tù ca. Chiều nay trong một không khí tưng bừng của một buổi chiều cuối năm tràn đầy tình yêu thương mà quý vị đã dành cho chúng tôi nhân mùa tạ ơn. Hôm nay quý vị đã cho ban tù ca được vinh dự đón tiếp quý vị trong một chương trình nhạc hội hứa hẹn sẽ gây nhiều hấp dẫn cho chúng tôi. Quý vị đã để lòng thương mến đến dành cho chúng tôi và đài đáp lời sân nước để đưa tiếng nói về Việt Nam. Kính thưa quý vị, với những khả năng hạn hẹp và phương tiện tài chính khiêm tốn, chúng tôi tự đóng góp để thực hiện chương trình này. Nếu có điều gì sơ so sót, kính xin quý vị tha thứ và kính thưa những điều tiết mục hôm nay sẽ có trong DVD để đằng trước. Xin quý vị yểm trợ để ban tục ca có phương tiện tiếp tục đấu tranh. Chúng tôi xin cảm ơn các cộng đồng Việt Nam Nam Cali, quý tổ chức, đoàn thể, đảng phái, đấu tranh, quý liên hậu cử chính sĩ, quý cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình, truyền thanh và hội đoàn quan khách và đồng hương Việt Nam. Chúng tôi cũng không quên xin cảm ơn những thân hữu từ nhiều tiểu bang xa như là anh chị Thăng, anh chị Hùng từ tiểu bang Texas, Massachusetts đã bay về và còn rất nhiều vị từ nhiều tiểu bang như tiểu bang Arizona và các tiểu bang khác cũng được về hôm nay mà chúng tôi chưa được hân hạnh tiếp xúc. Chúng tôi cảm ơn những ân nhân các MC như là Minh Phượng, Uyển Diễm, Ngọc Đăng, Vũ Hùng, các ca sĩ, nhạc sĩ và vũ sư sẽ đóng góp trong các tiết mục hôm nay. Cảm ơn các anh em kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, anh Nguyễn Ngọc Cang, anh Đinh Quang Trực để giúp cho buổi nhạc hội này sẽ được thành công tốt đẹp. Cảm ơn ban giám đốc Hi Viện đã dành cho chúng tôi mọi sự ưu tiên, sự hiện diện đông đảo của quý vị đã nói lên sự tin tưởng và thương mến quý vị dành cho ban tù ca chúng tôi. Trân trọng kính chào. Kế đến là phần ngỏ lời của ông Trần Quốc Bảo, đại diện cho ban thực hiện chương trình phát thanh đáp lời sông núi. Chúng tôi xin được thay mặt cho lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc và đài phát thanh đáp lời sông núi. Trân trọng cảm tạ nhạc sĩ Xuân Điềm và quý anh chị em ban tù ca đã bỏ công sức trong 6 năm qua để yểm trợ cho đài phát thanh đáp lời sông núi. Và đặc biệt hơn nữa ngày hôm nay, quý vị có mặt ở đây do bởi lời mời của ban tù ca Xuân Điềm để gây quý yểm trợ cho đài phát thanh đáp lời sông núi. Thưa quý vị, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi ra đời ngày 15 tây tháng 5 năm 2010. Tính đến ngày hôm nay, Đài đã thực hiện được 1.667 buổi phát thanh. Nếu tính là 5 tháng, thưa quý vị, là được 4 năm 6 tháng 21 ngày tính tới ngày hôm nay. Mục tiêu của Đài là gì? Thưa quý vị, là thứ nhất, quảng bá sự thật về Việt Nam. Tại sao phải quảng bá sự thật? Vì Cộng sản Việt Nam không sợ súng đạn, không sợ nhà tù, chúng chỉ sợ sự thật bởi vì chúng sống, chúng tồn tại cướp chính quyền, duy trì ngôi vị lãnh đạo độc tôn bằng dối trá và lừa gạt. Bên cạnh đó thưa quý vị, Đài Phát thanh Đáp lời xuống núi còn có một chức năng quan trọng không kém, đó là truyền tải cái trình bày, giải thích cái trách nhiệm của người công dân đối với quốc gia dân tộc. Có hiểu được trách nhiệm thì người dân mới ý thức và mới thực sự tham gia vào công cuộc đấu tranh đài phát thanh đáp lời sông núi thực hiện được từng đó buổi phát thanh thưa quý vị tổng cộng ngân sách mỗi tháng chúng tôi chi tiêu 15 ngàn mỹ kim 4 năm 6 tháng 21 ngày tốn hết 833 ngàn mỹ kim quý vị nghe số tiền như vậy thì nói quá lớn thôi. nhưng không nếu so với những đài phát thanh mà các quốc gia tài trợ để thực hiện phát về Việt Nam đài Voa đài Á Châu tự do đài AFI quốc tế Pháp ngân sách hàng năm của họ mà thôi, hàng năm 4 tới 5 triệu đô la. Số tiền 800 ngàn quả tình nếu so thì trả là bao nhiêu. Nhưng đối với chúng ta, đối với một đài phát thanh của những con tin Việt Nam không chịu sự tài trợ nào của những quốc gia khác thì đó là một số tiền lớn. Nhưng nó tồn tại được cho đến ngày hôm nay là bởi vì có những con tin Việt Nam như con tin của Xuân Điểm, có những con tin Việt Nam như là tất cả quý vị ở đây cho nên đài phát thanh đáp lại núi tồn tại được và chúng tôi tin rằng nó sẽ tồn tại để thực hiện cái mục tiêu của nó đề ra là phá bỏ chế độ độc tài đảng trị trên quê hương. Trong niềm tin đó, nhân có mặt ngày hôm nay ở đây, tôi thay mặt cho lực lượng dân tộc cứu tổ quốc là cái đoàn thể thực hiện đại và anh chị em đài phát thanh đáp lời xuống núi, những người bỏ công sức làm việc thiện nguyện, không lãnh lương, trong số 15.000 đi kim đó hơn 10.000 chúng tôi phải trả tiền đài đó là đài làn sóng của đài BBC London phát về trước đây 1 1503ô kỳ, hàng đêm từ mưa từ 9 giờ 30 tới 10 giờ tối chúng tôi phát liên tục như vậy hải ngoại quý vị có thể nghe được bằng YouTube bằng internet và bây giờ nếu quý vị bấm số điện thoại 1832 999 1124 quý vị cũng nghe được chương trình phát thanh này. Thưa quý vị, Đài Phát thanh Đáp lời sông núi, chúng tôi tin tưởng quý vị thương mến, giúp đỡ nó nó sẽ tồn tại cho đến ngày cuối cùng. Hân hạnh cảm tạ toàn thể quý vị và đặc biệt cảm tạ anh Xuân Điểm. Tiếp theo là phát biểu và chấp bằng từ lục của nghị viên thành phố Garden Grove Phát Bùi, kiêm chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia miền Nam Cali. Chúng tôi luôn luôn Điểm trợ tất cả những cái chương trình đấu tranh cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho đất nước. Quả thật như là anh Bảo chương trình radio Đáp lại sông núi đã trình bày và anh Xuân Điểm đã nỗ lực trong những ngày tháng qua. Cái công việc đấu tranh của chúng ta nó cần phải có ở trên nhiều phương diện và nhiều địa bàn khác nhau bằng nhiều phương tiện khác nhau. Thì cái nỗ lực của chương trình radio đáp lời sông núi để quảng bá sự thật về cho đồng bào của chúng ta ở trong nước biết đến bộ mặt thật của bè lũ cộng sản cũng như là nâng cao dân trí về vấn đề dân chủ tự do và nhân quyền là một việc làm hết sức là quan trọng toàn thể ban đại diện của cộng đồng người việt quốc gia nam cali nhiệt liệt hoan nghênh và luôn luôn yểm trợ tất cả các việc tranh đấu này. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng gửi đến anh Bảo, gửi đến chương trình radio đáp lời sông núi, cũng như là ban tổ ca Xuân Điểm bằng tưởng lục thay mặt cho hội đồng thành phố Garden Grove, cũng như là thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Chúng tôi xin mời anh Xuân Điểm cũng như là anh bảo ra để chúng tôi gửi đến hai anh. Sau đây là uh, cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, anh uh, Nguyễn Long xin gửi đến anh Xuân Điểm và ban uh, ban tổ cả Xuân Điểm và Chúng tôi xin à, mời anh à, Nguyễn Bảo, Phó Chủ tịch Ngoại vụ, gửi đến cho anh Bảo à, ba, chương trình ra đua đáp lại sông núi. Sau đó là phát biểu của ông Trương Ngãi Vinh, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Nam Cali. Trong một năm vừa qua, sau khi các anh em trẻ chúng tôi được đồng hương quý mến và bầu chọn lên một hội đồng đại diện mới, thì chúng tôi vừa tròn một năm tuổi thưa quý vị khi chúng tôi được bầu chọn lên thì lúc đó luật sư nguyễn xuân nghĩa đang là chủ tịch cộng đồng và cộng đồng chúng ta sau bao nhiêu năm thì ngay những ngày hôm đó thì chúng ta đã có một luồng không khí mới một luồng không khí của tình yêu và của toàn đoàn kết đó là ngày mà chúng tôi cùng với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cùng chung trên một chiếc tàu gọi là tàu tự do, thuyền tự do trong buổi diễn hành Tết năm 2015. Kính thưa quý vị và sau đó là kỹ sư Bùi Phát là nghị viên Bùi Khác thì chúng tôi vẫn có những sinh hoạt với nhau. Thưa quý vị đại diện cho hội đồng đại diện của cộng đồng Việt Nam năm Hội Nha trong cái không khí tình đoàn kết và yêu thương của đồng hương của những người tị nạn cộng sản trước hết chúng tôi xin rất là vui mừng hãnh diện khi được ban tù ca ban tổ chức tù ca xuân điềm đã cho chúng tôi lên đây có cơ hội đứng trước quý vị và thưa quý vị trong 22 năm vừa qua ban tù ca xuân điềm đã phục vụ đồng hương rất là nhiều nhất là trong các chương trình văn nghệ đấu tranh. Và một điểm đáng khen và đáng chú ý mà đó tôi nghĩ rằng chính bản thân Nghệ Vinh phải nên học hỏi từ chú Xuân Điềm. Đó là chú Xuân Điềm luôn luôn đứng ngoài tất cả những tranh chấp của các hội đoàn để lúc nào cũng là người trung gian và phục vụ chỉ có mục đích cao nhất là cho đồng hương của chúng ta. Kính thưa quý vị, trong tinh thần đó Xin được phép mời anh Bùi Phát ra đây để chúng tôi cùng hai cộng đồng ra mắt quý vị trong cái hình ảnh rất là đoàn kết. Xin kính mời anh Bùi Phát ạ. À. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, tuy chúng ta vẫn còn hai ban đại diện cộng đồng, nhưng đối với Nghệ Vinh và các đồng hương ở đây, ai cũng nghĩ rằng chúng ta là một, hai là một, phải không anh? À, thưa anh nhất định như vậy và như chúng tôi đã từng thưa với tất cả quý đồng hương cộng đồng của chúng ta nên có một cái tiếng nói thống nhất hợp nhất và vì vậy mà chúng tôi luôn luôn chủ trương là và mong rằng sẽ đến một ngày sắp tới thật là gần ở chúng ta cả hai cộng đồng sẽ hợp nhất lại thành là một cộng đồng của nam california kính thưa quý khán giả chúng tôi xin tạm dừng nơi đây, đây